từ ngày 1 tháng 6 năm 2020, hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đưa vào hoạt động. Thông tin này đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Được biết, lực lượng chức năng sẽ đưa hệ thống camera giao thông phạt nguội đi vào hoạt động chạy thử cho đến hết ngày 10 tháng 6. Trong thời gian máy chạy thử, sẽ không gửi giấy báo, đồng thời không xử phạt các phương tiện vi phạm. Sau đó, từ 10 tháng 6 sẽ chính thức xử lý đối với những phương tiện vi phạm mà hệ thống camera gửi thông tin về trung tâm. Loại camera được chọn lắp đặt đợt này có độ phân giải cao, hoạt động thông qua phần mềm thông minh, giúp phát hiện, phân tích các lỗi vi phạm cả ngày lẫn đêm. Hệ thống sẽ ghi lại đầy đủ hình ảnh lịch sử vi phạm, từ đó chuyển thẳng thông tin đến trung tâm điều khiển để có thể xử lý vi phạm trên đường, xử lý nguội hoặc xử lý trực tiếp tại các tổ cảnh sát giao thông tuần tra lưu động.